Người giàu có khó vào nước Thiên Chúa. Marco chương 10 từ câu 23 đến câu 27. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh rồi nói với các môn đệ: những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng người lại tiếp: các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Một anh thanh niên vội vã chạy đến, quỳ trước mặt Đức Giêsu và hỏi Ngài như thế khi Ngài vừa lên đường. Rõ ràng anh đang háo hức và thao thức tìm kiếm một lối sống phù hợp ở đời này, để nhờ đó được hưởng hạnh phúc vững bền mãi mãi. Anh đã đến với Thầy Giêsu tốt lành để hỏi câu hỏi này, và anh thực sự chờ nơi Thầy câu trả lời. Nhắc anh về những giới răn liên quan đến tha nhân. Đây là những điều anh đã biết, và hơn nữa, anh thú nhận mình đã giữ chúng từ khi còn nhỏ. Thầy Giêsu như cuốn hút bởi con người đạo đức của anh. Đưa mắt nhìn anh, Thầy đem lòng yêu mến. Đúng là anh đã không làm hại gì đến tha nhân. Nhưng anh còn thiếu một điều quan trọng, đó là đi bán những gì mình có cho người nghèo, rồi đến và theo Thầy Giêsu. Thầy mời anh đi một vòng rồi trở lại. Lúc trở lại với Thầy, anh sẽ nhẹ hơn nhiều, vì mọi của cải đã được phân phát cho người nghèo khó. Thầy Giêsu muốn anh trở nên môn đệ của mình. Sau khi đã trở nên tay trắng, không còn gì để nương tựa, anh thanh niên đã có kho tàng trên trời khi anh được giải phóng khỏi kho tàng của anh dưới đất. Tiếc thay, anh đã từ chối lời mời của vị thầy có lòng mến anh và đã chỉ cho anh điều phải làm. Lúc nãy anh chạy đến với thầy, bây giờ anh lại bỏ đi. Lúc nãy anh háo hức, vui tươi, bây giờ anh sa sầm nét mặt. Anh không ngờ thầy lại đòi hỏi tận căn đến thế. Anh mong sự sống vĩnh cửu, anh thích là môn đệ thầy Giêsu. Nhưng anh lại không muốn bỏ chỗ dựa là của cải đời này. Lòng gắn bó với của cải đã là một trở ngại khiến anh mất tự do. Không phải vì anh chiếm hữu nhiều của cải, nhưng thật ra vì của cải đã chiếm hữu anh. Thank you.
thầy Giê-xu chắc còn buồn hơn anh thanh niên, vì thầy bị mất một người mà thầy ưng gọi là môn đệ. Đến bao giờ anh thanh niên mới nguôi ngoai nỗi buồn? Lời mời của thầy tốt lành vẫn đeo đuổi tâm trí anh. Anh vẫn suốt đời thiếu một điều: khi về nhà, khi tiếp xúc với của cải dư dật, có khi nào anh lại thao thức đặt câu hỏi: tôi phải làm gì để được thừa hưởng sự sống đời đời? Có khi nào anh nghĩ đến chuyện chia sẻ cho người nghèo? Có khi nào anh lại muốn đến với thầy Giê-xu? Lạy Chúa Giê-xu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có để mua được viên ngọc quý là nước trời. Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen. Ngày 27 tháng 5, Thánh Augustine ở Canterbury. Vào năm 596, một nhóm đan sĩ 30 người khởi hành từ Roma đi truyền giáo cho người Anglo-Saxon ở Anh. Dẫn đầu là Augustine, bề trên đang diện Thánh Andre ở Roma, nhưng khi đến Gaul, Pháp, họ nghe những câu chuyện dã man về người Anglo-Saxon cũng như sự nguy hiểm của các luồng nước ở eo biển. Họ quay trở về Roma và gặp vị giáo hoàng đã sai họ đi, Thánh Gregorio cả, và Đức Giáo hoàng cho biết sự lo sợ của họ là vô căn cứ. Một lần nữa, Augustine lại ra đi, và lần này cả nhóm đã vượt qua eo biển và cập bến đất Kent thuộc về vua Ethelbert. Ông là người ngoại giáo, kết hôn với một Kitô hữu, bà Bertha, công chúa nước Pháp. Vua Ethelbert tiếp đón họ nồng hậu, thiết lập cho họ nơi cư trú ở Canterbury. Và trong năm ấy, vào Chúa Nhật hiện xuống năm 597, chính nhà vua đã được sửa tội. Sau khi được tấn phong làm giám mục ở Pháp, Đức Augustine trở lại Canterbury là nơi ngài thiết lập giáo phận và khởi công xây dựng Dương Cung Thánh Đường.
Khi số tín hữu ngày càng gia tăng, các giáo phận khác được Ngài mở thêm ở London và Rochester. Cuộc đời Đức Augustine cũng gặp nhiều thất bại. Những cố gắng hòa giải giữa Kitô hữu Anglo-Saxon và Kitô hữu Briton bản xứ đã kết thúc trong thất bại đau buồn. Đức Augustine cũng không thuyết phục được người Briton từ bỏ một số phong tục khác biệt với Roma và quên đi những cay đắng để giúp Ngài phúc âm hóa người Anglo-Saxon là kẻ xâm lăng đã dồn người Briton về miền Tây. Sau những thất bại, Đức Augustine đã khôn ngoan hơn để ý đến các nguyên tắc truyền giáo. Đối với thời bây giờ, thật sáng suốt khi Đức Giáo hoàng Gregorio cả đề nghị rằng hãy thanh tẩy thay vì tàn phá các đền thờ và các phong tục ngoại giáo. Hãy du nhập các nghi thức và ngày lễ của người ngoại giáo vào ngày lễ Kitô giáo. Duy trì các truyền thống địa phương càng nhiều càng tốt. Sau 8 năm đến Anh, sự thành công của Đức Augustine tuy hạn hẹp, nhưng sau này đã đem lại kết quả tốt đẹp là cả nước Anh đã tông giáo. Quả thực, Thánh Augustine đáng được gọi là tông đồ của Anh quốc. Lời trích. Trong một lá thư gửi cho Thánh Augustine, Đức Giáo hoàng Gregorio cả viết: ai muốn trèo ngọn núi cao thì phải đi từng bước, chứ đừng có nhảy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.